mọi người, là Shirley leo danh đấu trường chân lý mùa 7. Không có quý vị, không nhiều đam đâu, zone đi. Thôi hết tiền luôn hả? có một thằng cầm cookie 2 nữa. Thằng này cầm cookie 2 này. Hai thằng này chơi cookie 2 này. Đạt ơi, Đạt lấy cookie đâu ra Đạt? Tội nghiệp, để lên chân Đạt. Ôi, cookie 2 nó có Sevena nữa kìa. Dòng kháng lửa nữa kìa. Bé Tân chưa dậy mà chúng ta. Đạt đi chưa? Đi à? Đi rồi, sắp đi rồi. Zone đi. Bán. Ủa, đi rồi à? Thôi, ra làm trận mới thôi. Cày cái gì? À, nên đây có xua 2 rồi mà phát đấy. Tưởng ăn được chứ. Đấy, chậm tay quá. Phát đấy nhạc có nhà tiên tri mình chậm tay quá. Thế mà kêu đủ đam rồi ạ. Hello Nguyễn Thế Tomo Team Admin. Chị Google hello cả nhà. Ban đầu thì có 4 pháo thủ được rồi. Đánh từ đầu trận đến cuối trận không... AOV à? L Solo Pháp Sư On Day. Thua nèm TNT à? AOV AC. Sao anh lấy cái đao mà là lý gì đây? Anh lấy cái ép rồi mà. Là nãy giang Yến Long đẹp quá mà mình chơi chậm tay quá, để đối mặt không kịp tay bàn để tay khoảng một round thì được. Mấy thằng kia lấy hết cookie rồi kìa, nó cầm cookie 2 còn nó còn để một cookie ở hàng chờ nữa kìa. Let's slow down. Lau trận này gì đây? Để một dương đồ sau mỗi trận chiến với người chơi. Long à? Đây là đồ long à?
là bị game lừa rồi. Ui, vẫn thua 6 độ, 4 đồ long vẫn thua cái đội hình Tam Ken 2 đội hình pháo thủ á. À, phải đánh chữ thua à. Cày thế nhở. Ui, bỏ con ai chốc này, có khi nào đang chuyện giờ dáng này chị thắng à? Hoài, ngô quay sắn nhở? When going gets tough, you call bro. Chị gỗ lắp ta. Căng ấy nhỉ. Đã lại trận thua thì thắng rồi. Không clear chỗ nào luôn à? Có tiền đồng có đâu nào đâu. Vừa bán hết tướng đúng vàng. Tại không lên cấp đấy. Here for you.
Let's show our friends the door. Không biết tìm như thế nào đây. Không biết ván này sẽ đi đâu về đâu đây. Chị đa này cũng ăn được nữa à? Cứ cái bàn thắng con thua khó chịu vậy. Giờ vẫn còn thằng level 4 ạ. Mình cả thằng tập 7 chứ. Tập 7. Mà không ra đồ ngon nữa là chị cút luôn ạ. Sói còn 50 máu à. Châu ra. Ô lát rồi ta. Ô lát 3 tiền. 4 tiền đấy. Ô lát 3 tiền. 3 tiền là 20%. Cấp được người ta hả? Kim dòng kim long cuồng long kỵ sĩ cấp đạn từ 49 LD à?
đạt nữa. Ui, đạt ô láp rồi. Thôi chắc anh không giết được ô láp của đạt rồi. Xong cái, xong, ấy, xong. Ê, à, không chết được một chết kìa. Nhiều cái gì đây? Đã lắp đồ đâu? Bố đạt trong kho còn 5 món mà đã lắp một đồ rồi. Kêu cái gì đây? Đừng có than nhá. Cookie à? Ăn lon rồi, ăn lon bán hộp à? Ê, mình phải lấy cung nữa đúng như ta. Hay rồi. Hay rồi, em đi lại rồi thôi. Chơi rồi khó quá. Khó quá anh em ơi. Ui, thằng này có lắp xu này đạt ơi. Thằng VR này, công nghệ va này. Không biết nữa. Thằng VR kèo rồi. Đã thua 2 đồ luôn ạ. Thứ 7. Game bịp quá. Không, vô làm gì được. Thứ 7 đi. Mấy phần trăm nữa thua? 1. Để ra được ra thua. Phải nhảy. Going gets tough, you call draw. Thank you, man. Nó khó xuống như tắt hết rồi, thở cái gì đây? Bốn huyết long rồi kìa. Bốn dấu sĩ làm bia cho nó chặt được chứ gì. Có lắp chết thì đúng rồi, hay quá. Shield becomes smashing
file Ám Long à? Ai cầm Gina ấy nhở? Gina một được ta. Đạt đánh đồ long rồi à? Chị đi hơi yếu á. À rồi cũng phải về với đất mẹ rồi Đạt ơi. Thank you.
có quên mất. Dina ba, Dina ba đào đâu ra, đào đâu cha. Dina ba đào đâu ra. Dina ba thôi được rồi. Hình như anh mở được viên ngọc thượng long á. Không, giờ bỏ được 5 đồ long à, không lên được 6 đồ long. Không, nghĩ là một là lên cấp, hai là bốc tướng, là ôn rô bốc tướng đi chứ. Giờ lên cấp bỏ tướng mà thôi. Cấp còn gì mà? Để xem được. Cái gì thì mình rô được bốc tướng, nó phải ngon hơn không? Giờ ốc bốc tướng ra sao thì ngon hơn không? Điên na là bốc tướng 3 này. Trăm máu với được 8 sức mạnh công kích của bản thân. Kích chính binh nhờ. Ôi chết rồi. Chú cung ta. Bọn này nó me khí quá. Không có được ạ. Ôi dồn. Hay bỏ ba đun đi nhỉ? Bỏ luôn. Bỏ cho mai rồi bỏ. Trăm mà ít quá. Thật cuối cùng à? 17 mà 17 máu rồi. Ai à? Bắn đầu đi. Bắn thêm đi. Bắn đầu đi. Bây giờ đồ em có rồi. Con nào thắt sáng nào mua. Ừ. Nó tốc độ lên cái trận này nữa. À thì bán Koopa đi cho thằng Tua mới biết hết kiếm. Chưa sao thua được. Ôi từ. Nó có bà. À. Từ phải cho một con. Bán con kia đi, bán con Zone đi. Nó có một con. Từ Diana ba, Diana ba. Rồi John ép cấp hy vọng. Không nhất được đâu. Con nào phát sáng là mua không có nhiều. Điên nha đâu ta, từ. Trời ơi. Hả?
Đi là ba rồi. Vì được có xua xua ba đồi mà. Đó. Đó đang muốn đấy đấy. Ngừng ngừng ba choáng 8 giây luôn đó. Cái gì tám tám giây kìa. Lilian để đến 3 này. Ôi. Nó vẫn đang hai con nữa. Đi ra không làm gì cả. Đi ra 3 sao nó chơi cái đáp luôn. Đi ra làm gì đi ra. Ui. Ủa sao nó không làm. Ôi. 6 luôn à. Ôi. Đạp chụp lâu thế. Giờ xua 2 rồi. Hả? Gấp 9 chưa? 9 chưa 28 đấy. 8 rồi. À, mình dồn 70 tiền. Má, giờ xua 2 rồi kìa. Giờ này 3 sao gặp ngay bọn 1 rồi chứ. Tưởng lòng nó tiến mình đi luôn ạ. Hey yo, what's up anh em nha. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh của mình.
là Lucky đây. Rồi vô này anh em ơi. Em dự phòng đã. Em dự phòng á. Lucky vô rồi. Ôi toàn đấy nhờ, bài đẹp thế mà vẫn top 6 ạ. Game bịp phải nhảy. Thế sao thằng kia có rồng rồng ba, rồng ba với gia su hai khỏe quá, gia su mình ba đồ mà không được gì. Điên An à, lấy mình bỏ một cái hệ sát thủ ra nên yếu người ta. Và đấy mình bỏ hai sát thủ vào nó quấy nhiễu bằng kia được người ta. Được đấy nhờ. Chứ bỏ một sát thủ yếu quá nó không kích hoạt được hệ sát thủ. Còn nhưng mà bỏ cái đồ đấy là auto hit damage người ta. Ôi, ao xin hắc tinh đẹp trên này. Con ao xin hắc tinh đẹp phết này. Tôn hình là 3 sao đập tiền thần trưởng quá hả? Nãy hình như bỏ một con sắp thủ con bay ra ấy. Nó yếu quá đi. Sáng về đi ngủ luôn mà. À mình đã đâu đi sáng đâu. Ai ngồi ấy? Anh nhìn sáng về anh ngủ luôn mà, anh chơi đâu. Có hả? Anh ngủ trong đó được mà. Đi trả bài rồi. Tân hả? Tân mua đồ ăn nên Tân đi đâu ta? Đi ăn về hả? Ui. Đi ăn hả? Tân ơi, mới đi ăn về à? Ăn đi ăn chưa? Có cướp kìa. Thank you.
VPN lên nó mới lâu chứ. Hả? Ừ. Chứ đây mình đừng giờ lâu bật lắm. Tôi đã tắt hết rồi. Nếu như mà không bật VPN ấy, thì đang ngoài đang trong chỗ nhau. Đó. Quan trọng là gì? Thì khác nhau đâu, chẳng qua cái profile kia nó giúp quản lý dễ dàng hơn thôi. Không biết gì Huyện Long chuyện này gần gì đây? Ui, Huyện Long pha ke quá. Ai kèo đây? Ai kèo đó? Anh chơi đồ gì đây? Ba đồ hình luôn. Ba đồ hình luôn. Là một ngọc long với lại anh chiến ranh kim cương mà. Ôi sao như là có Olaf từ level 4 đấy. Sai nhái. Bình thường hả? Olaf 1. Ô làm hai nữa thì nghỉ game đấm đánh đấm gì nữa. Ngọc Long hả hình. Thank you.
cóc còn không nha. Có à? Em chơi kim long nhưng mà em đã ra rồng đâu. Đi ra kim long thì lấy rồng mình đẹp chứ. PK với Lucky vẫn thua kìa.
cao luôn à. Một điều chắc chắn là chắc chắn điều con rồng này, nó gồng nó nổ mà không gây đam tiếc nhỉ, con rồng kim long á, cái phải gây đam đẹp. Ui, 5 chiến binh rồi. Thằng kia ác thế nhở. Ủa lắm 2 ạ. Ui thằng này tất nhiên có xí phèng đấy. Xin đặt cái xí phèng này. Ui. À cầm hàng im ỉm nhá. Thank you.
ra cái 500 này mình bán làm gì ta? Ôi, chim cút rồi ạ, con rồng chó khỏe thế ta? Rồng chó đạt khỏe thế. Ôi gặp thằng này chiến binh khỏe quá. À. Ghê thế. Cái gì ghê vậy? Toàn luôn rồi. Ê. Ôi. Ôi không phải.
ơi. The bigger they are, the louder they scream. Mày có xi phèng rồi. Rồi mày chết, nó đi luôn rồi lúc kia ơi. Đi luôn rồi. Ai à. À, sai lầm rồi. Ê má, mình quên cái ấn con rồng ạ. Mình lấy mình lắp hai rồng và là cái hệ một rồng ạ. À luôn rồi, xin cút luôn ạ. Rồi đạt hình như chim cút rồi đấy. Cút luôn á. Ô sao phát đấy à, con ly thi nó đá con rồng vào góc đấy nên bị hai đam nên bị hai thằng đấm rồi. Đó
Dạ vâng. Và đây tại con Ly nó đá hẳn ra một góc. Cứ mỗi hai thằng nó bu vào nó đánh được thôi. Dạ. Sao ám long rồi? Ám long rồng thần à? Có ấn rồng bầy rồng cùng loại rồi. Kiếm PS. Si phèn à? Sẻng với ấn phải xuống thấp mới may ra có sẻng nữa. Chứ trên cao là sao có sẻng được. Kẹp với xây ra hồi chú quên mình. Dạ. Cái ấn đấy cứ 4 giây là bắn chết một thằng. Cái đấy bỏ vào góc góc cho con nào mà nó cho phơi đam vậy. Mà mơ. Dạ, muốn gây chết thằng. Ui, thằng này xong. Ui, thằng này nhiều rồng chứ ta. Nguyễn Long kẹp chiến binh ạ. Con rồng này chiến binh luôn. Nunu kẹp mũ luôn. Chưa gì nhỉ. Kim Long đánh sướng lắm. Tên phí Kim Long đánh sướng. Đây này, thằng thanh niên này chính Kim Long đấy. Em đang xem, em top 8 rồi. Đánh giả. Hình như tạo phòng. Cái này đi. Mà tên béo ơi, mai đánh liên quân nhé. Bóc cư. Mà là những con nhân để lọc em ra thì sẽ đặt để đăng ký nè. Em thì nếu thì mày em ê từ nha, và rất bắn được nha. Ê, con kia bắn được. Con này khôn quá, nó bỏ hai cái găng tay kim cương này, nó được miễn sát thương trong 2 giây ạ. Dạ. Khôn kia á. Ủa nó có ra xua nữa kìa. Gấu chó gấu mèo. Ủa. Nó đang 30 tiền đấy. Nóng lắm đấy, đấy mình cái ấn bầy rồng hỗn loạn nó có trước hay có sau ta, tệ quá. Đấy, có hai đồng bỏ xi phèo bán luôn nó xây ra vậy. Ui cái con kia kẹp ấy là kẹp kỳ sĩ là
nhưng mà hai cái sĩ châu ít châu quá. Rồi xong rồi. Hai. Yui sao giết được nó? Nó có bàn tay kim cương nhưng không giết nó. Rồi chết đồng này. Chết đồng. Nó dường ra xua rồi đó. Hay nhìn kia và đỡ hai cùng đao giao điện luôn ạ. Kim Long luôn nó cứ khó lắm. À. Thôi mình sẽ phép kết thúc video ở đây nha mọi người. Mình gặp lại những video sau.